Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành quyết định triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm học 2024-2025, nghị quyết số 14. Theo nghị quyết số 14, mức thu học phí năm học 2024-2025 đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên được quy định như sau. Mức thu học phí học trực tiếp dùng thành thị, phường thị trấn cấp mầm non bán trú là 80.000 đồng, dùng nông thôn các xã là 40.000 đồng. Cấp mầm non không bán trú dùng thành thị, phường thị trấn là 60.000 đồng, dùng nông thôn các xã 30.000 đồng. Cấp trung học cơ sở dùng thành thị, phường thị trấn là 60.000 đồng, dùng nông thôn các xã là 30.000 đồng. Cấp trung học phổ thông dùng thành thị, phường thị trấn là 70.000 đồng, dùng nông thôn các xã 35.000 đồng. Mức thu học phí học trực tuyến Trường hợp học trực tuyến thì mức học phí bằng 80% mức học phí theo từng cấp học. Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông được áp dụng mức thu học phí tương đương với mức thu học phí của cơ sở giáo dục phổ thông công lập cùng cấp học. Học sinh đóng học phí theo mức thu tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập nơi học sinh theo học. Cơ sở giáo dục công lập thu học phí theo số tháng thực học nhưng không quá 9 tháng một năm học. Các quy định về chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập hỗ trợ tiền đóng học phí cho các đối tượng thụ hưởng và nội dung không quy định trong nghị quyết này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 81 trên 2021 ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ, quy định về cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và các văn bản quy định hiện hành khác có liên quan.